Mẹ con cho đứng lên để ăn, con cho để ăn trường đứng cái thật là sao để vừa cao. Đấy, cái này nó rộng mà. Ok. Đấy. Ta có vòng sự kiện vòng quay thế giới, nhưng vòng sự kiện này chủ hàng đáng lẽ để dành cho mai, nhưng mà hôm nay thì nhân tiện là có cả khoa trò với phút đô la đây rồi, chủ hàng bảo thôi anh mở luôn. Đấy. Không có khoa trò thôi. Đấy. Có khoa trò thôi, quan trọng là khoa trò chứ, khoa trò thật sự. Khoa trò đợt này nhưng mà mở thẻ nó cũng uy tín anh em ạ. Nên là có cầu thì hay hay thì cứ cho đọc cửa fanpage khoa trò nhá. Khoa là lúc mấy giờ ấy nhỉ? Tôi live lúc 6 giờ nhá. 6 giờ tối hôm nay, hôm nay có live không? Có live của xem giải. Ok. Kho thẻ 365.com, website nạp thẻ uy tín hàng đầu hiện nay. Anh em có thể nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ game, nạp thẻ Garena, chuyển sò một cách nhanh chóng với chiết khấu cao lên tới 7%. Ngoài ra anh em có thể nạp và rút tiền một cách dễ dàng 24/7. Hãy đến với kho thẻ 365 anh em nhé. Quay nào, chúng ta vòng ngay đến một vòng sự kiện là vòng quanh thế giới anh em ơi. Đúng nhở? Chuẩn rồi, có CC8 rồi. Đấy. Nào bây giờ thì không biết là ai đi trước nhở? Quản lý cầu thủ gái 46 thì chắc là làm tí rác anh em. Quay thế giới thì nói chung là rác rất nhiều. Đấy, tôi làm nhẹ 30 gói rác. Cứ làm nhẹ 30 gói rác cái. Gói này mà 30 gói mà không có lửa là coi như sự kiện này mà dưới 10.000 tỷ. Đó, gói 30 gói mà không có lửa là coi như sự kiện này min luôn. Lửa. Tên nha. LB. Cucurella. 118. Chính xác 500 tỷ. Ok. Thành ơi. Thành ngon nha, 117 ra phiên leo. Tí hơn 120 này. Tiếc chưa. Nào, muốn mở thẻ ngon đấy anh em hãy đọc công thức. Trước khi mở thẻ anh nhắm mắt lại và hô thật lớn ba chữ: vòng cún phúc. Vòng cún phúc luôn mà. Đấy. Vòng cún phúc luôn mà. Vào việc. Thấy chưa? Gồm là mở đen nhất cái Bắc Giang thật. Mở thẻ đen nhất cái Bắc Giang. Ôi, đừng dựa với anh nữa, mày đen lắm. Mở thẻ đen nhất cái Bắc Giang luôn. Không dựa nhá. Không dựa dẫm nhá. Nào. Nhìn em mở đi, ăn trường, nhìn em. Em phúc mở thẻ. Đó là. Xong rồi. Cả. Cụ tỏi. Cụ tỏi nào đây rồi, cầm gì đâu. Romani mà ta tiến sinh. 116 mà. Radu 116. Ai Bắc Giang, khoa trò Bắc Giang em này. Đây, chỉ gói này. Đây, chỉ gói luôn, 19 gói thế thôi. Xem dưới đây còn 63 này. Thì để lấy tâm sau. Đấy. Mở đi, mở thoải mái, mở đi. 28 gói mất cơ hội chứ sinh ơi. Tham lam. Người đàn ông tham lam chính là em, khoa trò ạ. Giờ cũng ra quả Zono nhỉ. Tham lam chính là anh. Khoa trò mở đen đấy ơi. Đen đầu đổ đít mà. Khoa trò. Em đổ đít làm khổ con người tham. Khoa trò này, đúng này. Rồi mình có 68 vào đây thử hết. Lấy trên bên dưới dưới đâu nhỉ? Dưới. Đây cũng còn 6 tên. Đấy. Ôi chị nhìn 8 gói thôi là hơn khoa trò rồi. 19 gói á. Chơi nhanh nhỉ? Ừ, em mở rác nhanh mà. Mở rác nhóc thật đấy. Rác đợt này mở không có nào của 120, 121 gì cả. Do ăn mở đen đấy. Ừ. Ui. Cay. Dấu tên đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Tam sư anh mặt nháy mắt, mở ba chết cha thẳng vào giữa mặt nháy mắt. Thằng nào ấy, thằng nào đúng đấy đây hả? Ngay thật. Ê, bậy nha. Nhắc em cho dấu tên, bảo lấy đổi cái tên vào nói chuyện với anh nha. Ngay thật. Thằng đứa chỗ lành. Đấy, em thấy không? Những cái lúc mà tồi tệ nhất, những lúc mà vào chỗ chết đấy. Vào chỗ chết là anh Trường cứ dí cho bọn em thật. Dạ, cứ dí cho mấy anh em thôi. Đấy, em. Sao? Con mẹ mở thẻ đen nhất Bắc Giang. Mở thẻ đen nhất Bắc Giang. Đó là khoa trò. Đó là lý do tại sao anh em thấy khoa trò hay mở sự kiện nhiều. Ô Korea 118 mà ảo giá đấy, được của em ấy. 100 là... Ờ 118 vẫn ok mà đúng không? Đây. Nào, đến làm em. Làm gì. Đó. Đến em mở 4 gói. Chưa cài em VIP của Tiến Sinh à. Khả năng thì em mở cái em VIP lên đấy. VIP lên mới đỏ nhỉ. Đùa, hai thanh niên này mở không có lửa. Ui không có lửa. Suýt nữa là 120 rồi đấy Trường. Suýt. Cay thật. Cái việc đó. Biết đâu được bỏ FV vào mở nó hên hơn đấy. Suýt rồi. Anh Trường mở cái này mà ngon, mai mời anh Trường đi tán nhạc gầu gân. Mai em mời. Anh mời nó đi. Này. Phết. Rồi. Đó là cam đồ anh em, cam này không có cam anh em ơi.
tao bên ITB nhá. Rồi lửa ML. Scabby. Ơi man, tít rồi con hàng cùi 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 mang 116. Ui, 117. Nó không có khác gì đâu, nó khác nhau gì đâu. Mình luôn đấy chứ. Coi bóng toàn min ạ. Ảo thật. Quả này con thực ra lửa thật sự luôn đấy. Quả một mình phút lô ra đảo giờ thêm x2 phút lô thì chú đảo. Ồ, ăn mà hả hả? Có mà mày. Sao bây giờ à? Thằng nào vậy? Sao bây giờ? Ôi giời ơi. Đẹp thế đây 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 đây. Ăn mà ngon quá nhờ. 9.000 tỷ. Nào vào được. Em mở ai cần đấu mà là coi như sự kiện này lại xong rồi, sự kiện này xong rồi. Xong sự kiện luôn. Ừ. Ý là phải kia lại phải tăng một chút vàng. Ý chưa xa rồi. Chưa xa. 119. Ngon mà ăn làm sao đấy. 1.000 rưỡi. Ăn làm sao đấy. Min đâu mà min. 118 min. Ngon luôn đấy. Ngon luôn, em mở thẻ đẳng cấp mà. Em mở thẻ ngon nhất từ đấy đến giờ thật. Ngon nhất từ đấy đến giờ rồi. Anh ơi, con dồn may mắn chứ pha sau anh ơi. Tệ, pha trò thật sự tệ luôn anh. Không biết phải nói gì về pha trò rồi. Không biết nói gì. Em quá tệ. Không biết nói gì thật. Anh không biết phải nói gì về em. Và đó là, rồi, hẹn bay. Được. Xem. Rồi, ma thâu luôn, hai ma thâu, đúng rồi. 119 à, rồi. Rồi, rồi. 3 kìa. Không biết cờ rốt, nhưng giao 8 tỷ được. 3 được. 3 đó, rồi. Mở. Vì nhá. Và đó là. Ôi giời ơi, Danilo Pereira. Ôi giời, Willam Carvalho luôn. Vòng phút bắn rồi đi. Đây 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 đây, để vòng phút, để cho vòng phút, để vòng phút cái này. Quay lại đi trường, quay lại cái khoảng cách này của chúng ta đi. Ok. Phải tặng vòng phút. Phải tặng vòng vòng phút. Anh đi. Anh ạ. CDM ngon đấy anh em, phải ngon đấy, đích lần ride sao ấy, trông ngon lắm. Đây rồi. Okay. Đỡ đi, đỡ đi. Ok. Ok chưa? Ok. Ride luôn. Tiếp tục thì anh CDM đây cho em làm cái cuối. Ok. Đây là phát quan trọng nhất. Còn tôi sẽ nhắm mắt lại. Đó là để hô lên khẩu lệnh của mình ngày hôm nay. Khi mở thẻ nhá, khi mở thẻ mà anh em muốn mở ngon ấy. Ừ. Anh em hãy đọc to khẩu lệnh lên, nhắm mắt lại. Đó hô to chứ. Vuông. Ủa từ từ lại nhá, vừa tí rồi đấy. Vòm. Cút. Phúc. Nào, 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 nào. Quay lại khoảnh khắc của chúng ta. Đéo có lửa luôn mà. Sao quái này, tôi fix tỷ lệ sang bỏ con roi liên tục luôn nha. Tệ, hoa trò mở thẻ tệ thật đấy, là sau em mở thẻ. Em mở thẻ, em mở thẻ, em mở thẻ, em mở thẻ, khổ con nhà người ta đâu. Thật sự luôn anh với này. Nhớ. Ra cái bộ đôi gô đôi đi ở kinh hoàng Hàn Quốc này. Nho thật sự khoa trò mở thẻ chúng đen vãi trưởng. Mở tên nhất Bắc Giang luôn mà. Ờ, tệ nhất Bắc Giang luôn mà. Mở tên nhất Bắc Giang. Ờ. Mà mở cái tệ luôn mà. Hai con hàng của em to gọi là to tiền nhất luôn. Hai con mày mở nhiều nhất, to nhất. Nào, 19, bán ốp tôi này cái. Xong rồi là mở mối rác này, anh em nhìn ra khoa trò. Khoa trò không có mối rác luôn thầy. Mở thế lúc mà mở rác thật, tích còn 12 luôn. Thế, em nhìn nhá, kỹ này. Tôi làm mẫu luật thứ nhất rồi. Phấn đào ăn thôi. Còn mẹ. Ôi, phấn đào ăn sợ rồi. Ui, hôm nay em chưa nắm hết cả người của Man City là xong rồi. Bạn đàn, Tây Ban Nha. CB rồi. Ramos rồi luôn. Còn mẹ em làm sao lắm, chắc có 4 nhá. Tưởng thế nào? Từng okay. Từng thế nào? Nói chung là sự kiện này mở cùng khoa trò với cả Phúc Zola, tôi nghĩ là cũng gọi là chấp nhận được anh em ơi. Ôi wow. Chấp nhận được ấy. Vài cái chấp nhận được mở hai bọn em minh lắm hả anh? Đúng rồi, gọi là tạm được, tạm ổn đấy.